Trong những năm gần đây, ngành bánh tươi được xem như một ngành đang có sức hút nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì mức độ hấp dẫn của nó ngày một tăng cao, dẫn đến tính cạnh tranh của mỗi cửa hàng bánh tươi ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này đã kích thích cho các chủ tiệm bánh cũng như các thợ bánh luôn học hỏi những món bánh mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng của mình một cách tốt nhất. Nhận rõ điều đó, tháng 4 năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhất Hương đã thành lập trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương với thương hiệu Baker Love tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hàng chục năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu và máy móc làm bánh, trung tâm còn được sự hỗ trợ tư vấn của ngài Webcam, nguyên hiệu trưởng trường đào tạo nghề bakery lớn nhất Hà Lan, đất nước nổi tiếng với các loại bánh mì và bánh ngọt. Ngoài mô hình vừa học vừa thực hành về các món bánh như bánh mì, bánh ngọt Á Âu, bánh truyền thống Trung Hoa, Việt Nam, trang trí bánh kem cơ bản đến nâng cao, trung tâm Baker Love còn đào tạo thêm về kỹ năng quản lý, kinh doanh cửa hàng của cửa hàng bánh chuyên nghiệp, các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm v.v. nhằm giúp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng của nghề bánh. Gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề bánh, đặc biệt về mặt hàng kem trang trí bánh, Nhất Hương rất tự hào là người Việt Nam đầu tiên mạnh dạn đầu tư công nghệ Hà Lan để sản xuất và phân phối kem trang trí bánh. Những thương hiệu kem trang trí bánh như Silver Whip, Golden Beak, Snow Whip, Creamy Whip không chỉ được người tiêu dùng trong nước nhiệt tình đón nhận mà còn đang được xuất khẩu sang các nước khác như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Philippines, Đài Loan, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Indonesia, v.v. Nhờ hoạt động nghiên cứu phát triển tốt, Tân Nhất Hương không ngừng cho ra đời những sản phẩm kem cao cấp, độc đáo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như dòng kem bổ sung sữa động vật My Cream, dòng kem trái cây, trà xanh, cappuccino. Gần đây nhất là dòng kem Glassy mang hương vị vanilla đặc trưng cổ điển. Tân Nhất Hương còn là nhà sản xuất các sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, yến mạch dinh dưỡng, yến mạch ngũ cốc, tảo spirulina mang thương hiệu Joyce. Không chỉ thị trường trong nước, Nhất Hương đã và đang vươn xa ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Tân Nhất Hương đã khai trương siêu thị mini Baker Mart, cung cấp hơn 5.000 mặt hàng về nguyên phụ liệu, dụng cụ, máy móc, thiết bị làm bánh. Có thể nói, đây là một trong những siêu thị đầu tiên của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Siêu thị Baker Mart mở ra không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian khi tìm kiếm dụng cụ, nguyên liệu làm bánh, mà còn góp phần giúp đa dạng và nâng cao giá trị của những chiếc bánh. Nhất Hương sẽ luôn là người tiên phong trong việc cho ra đời các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhất Hương không dám khẳng định mình là lựa chọn duy nhất của khách hàng, mà Nhất Hương chỉ dám khẳng định khách hàng luôn là sự lựa chọn duy nhất của Nhất Hương.